thuật toán xếp xếp bên chàng thì sớt sinh thì nó học động từ. Ở đây đầu vào của mình là record và các bạn ghi á, mình khéo một, bình thường các thuật toán xếp xếp thì sao định nghĩa đầu vào nó sẽ là một mảng array. Thì array này nó chỉ là một key trong cái bảng ghi này thôi, cho đó mình đầu vào của mình sẽ là một bảng ghi, những danh sách những bảng ghi từ R1 tới RN cần được sắp xếp. Thì sau khi mình hoàn thành thuật toán sắp xếp thì key, cái trong một bảng ghi thì nó có hai phần data và key thôi, thì cái key nó sẽ có theo thứ tự từ K1 tới K N. Bên đây là bé mặt bài, giả sử cái này là nó là số nguyên. Đây, bước số 1 mình làm gì thì mình lấp on ray thì thực hiện bước số 2 tới bước số 5 cho trường hợp là ray từ 2 tới n, rồi sau đó là kết thúc thuật toán. Rồi quay ra bước số 2 sẽ làm gì? Bước số 2 thì chọn y bằng ray trừ 1, k bằng ky, r bằng r, k bằng ky, r bằng r. Rồi tới bước số 3. Bước số 3 là so sánh này. Nếu k lớn hơn ky thì tới bước số 5. Còn ngược lại thì tiếp tục bước số 4. Bước số 4 là phải đồng ý là k mà không lớn hơn ky thì k bé hơn thì giảm, nó đúng thứ tự là giảm y thôi. Là r y cộng 1 bằng r y trừ 1. Nếu y lớn 0 thì quay lại bước số 3. Còn nếu y bằng 0, k là giá trị nhỏ nhất tìm được. Thì đó là tới bước số 5. Bước số 5 thì tiếp tục test r y cộng 1 bằng r. Bạn này nó bị mất ở khúc dưới này. Rồi đó thì có lại được 8 nhìn cho nó rõ. Thì mình có bước số 5 này gán lại rồi còn 1. Rồi mình phân tích thì đầu tiên bước 1 á là mình sẽ chạy tay một trường hợp, lấy một trường hợp đó mình chạy tay từng bước ra. Thì mình có là mình sẽ có một record trước R1 R2 R3 R4 R5 có 5 cái thôi, nhiều quá chạy mất thời gian. Thì nó có hai phần là data và key. Thì R1 giả sử data của nó là gì cũng được, không quan tâm, chỉ quan tâm key thôi. Một cái gì quan tâm key. Rồi một bảng ghi này thì phần trên là data, phần dưới là key. Thì data là thứ gì cũng được, nó có thể mang bất cứ data gì đó, mình không quan tâm vì mình quan tâm key. Giả sử R1 này key nó là 10, R2 là 5, R3 là 2, R4 là 13 và R5 là 6789 gì đó, 1. Chưa? Thì rõ ràng cái này chưa có thứ tự. Đây 10 lớn 10 thì lớn hơn 5 thì 10 phải sau 5, 5 phải trước 10, 1 nhỏ nhất thì 1 phần đầu. Rồi bây giờ bắt đầu mình mới chạy tay thì đầu tiên nó sẽ là gì? S1 là cho ghi từ 2 tới N. Thì đây trong thuộc trong code này thì nó cho index sẽ đi từ 1 tới N. Nhưng mà mình lập trình trên C cộng cộng thì index đi từ 0 tới n trừ 1. Cái này mình chú ý bằng index thôi. Giờ thầy làm giống như trong thuật toán này trước. Thì đầu tiên mình sẽ cho ri bằng 2. Ri bằng 2 đúng không? Bây giờ mình quay lại làm tiếp đây. Rồi bước 2.
set y bằng ri trừ 1, k bằng k y và r bằng r ri. Set y bằng y trừ 1 thì y bằng ri trừ 1 thì nó sẽ bằng 1. K bằng k là khi á, k bằng k ri bằng k của 2 là bằng bao nhiêu? 15. 5 này. R bằng r ri là bằng r2 chưa? Đó. Rồi sau đó mình tới số 3 là mình so sánh. Nếu k lớn hơn k y thì tới bước số 5. K là bao nhiêu? K k lớn hơn k y. Đó là y là bằng tức là 5 lớn hơn k của 1 là 10. Cái đúng hay sai? Sai đúng không? Sai, tiếp tục mình làm tiếp. Là bước số 3 và số 4. Bước số 4. Bước số 4 là sẽ giảm giảm y. Thì lấy r y cộng 1 bằng r y. R y cộng 1 là r2 bằng r1. Tức là lúc này là r2 bằng r1 và 2 bỏ đi. Cái này chuyển thành 10 r2 bằng r1. Rồi y là bằng y trừ 1. Y bằng y trừ 1 bằng 0. Nếu y lớn 0 thì quay lại bước 3. Còn nếu bằng 0 thì lúc đó là dừng tới bước số 5. Thì đây y mình bằng 0 rồi. Thì lúc đó mình tới bước số 5. Tới bước số 5 sẽ làm gì? Gán r y cộng 1 bằng r. Thì lúc này mình sẽ gán r y cộng 1 là r 1 bằng r. Đây. Lúc này mình sẽ có r1 bằng r2 là 5. Đó là mình đối được 5, 10 với nhau này. Không, tại mình tạo này là biến mới rồi mà. Nó nằm ở biến r này. Mình lưu lại biến r này. Nó có biến tạm đó. Đó thì lúc này mình có 5 thế hơn 10 thì cứ vậy mình sắp xếp nó được thôi. Thì đó là mình chạy được hết tất cả là trên 5 phần tử này. Sau khi chạy xong thì mình sẽ biết được là nguyên lý hoạt động của thuật toán này là gì, rồi cách làm như thế nào, rồi bây giờ mình quay ra mình viết code. Thế ra thầy có đoạn chương trình lần trước có thì sẽ có thêm vào trong này. Đây. Ở đây thì thầy định nghĩa ra một cấu trúc là record. Nó có hai phần là data và key. Data này chỉ là character thôi. Data nó là gì cũng được, mình chỉ quan tâm là key thôi. À. Rồi trong này thì có gán dữ liệu rồi. Có mảng này có 5 phần tử. Có các index thì mình sẽ viết thuật toán sắp xếp bằng đèn. Thì ra mình viết vào chỗ này thôi. Rồi m rồi có n phần tử. Một nhóm toán là sẽ viết một cái đầu tiên, mà thường cái đầu tiên là cái đơn giản nhất, cái còn lại khó hơn các em sẽ viết. Rồi mình đầu tiên là bước số 1 thì có một biến y r chạy từ 2 đến n thì mình có bước số 1 khai báo biến trước y r. R khóa là k đó. Mình lập y r bằng 2, 2 đó là 1, thế hơn n tăng lên. Được chưa?
Rồi tiếp theo để làm gì? À, gán y bằng y trừ một, y bằng y trừ một, a bằng m tại vị trí thứ y chấm y, r bằng m vị trí thứ y y y. Đó là bước này là bước gán. Rồi tới bước số 3 thì so sánh, nếu k lớn hơn ki, k là m k lớn hơn ki chấm y, chỗ này lớn hơn, đó là cân bằng. Thì tới bước số 5, còn ngược lại từ bước số 4 thì mình đổi dấu này lại. Rồi nếu bé hơn á thì mình làm bước số 4 thì sẽ gán r y cộng 1 bằng r m y 1 bằng m. R là chuyển thành y đó, m đó nó thay đổi lại cho nó đúng luôn. Để m y y giảm xuống y bằng y trừ một. Rồi nếu y lớn không thì quay lại bước 3, bước bên trên. Y lớn hơn thì không, tức là continue quay lại thôi. Và tới bước số 5, năm trường hợp này là r y cộng 1 bằng r. Ờ, chỗ này continue là mình continue chỗ r rồi chứ mình không continue y, do đó mình cần phải có này viết thêm một vòng lặp y lớn hơn bằng không. Đó thì mình viết lại thôi, thay vì là mình đã rồi sau khi khao xong bước này thì mình sẽ sắp xếp được theo thứ tự, rồi chạy lại tâm động riêng vào. Insertion này nó sẽ không đói được và này nó không chịu nhân vậy.
thử biết đó đâu. Rồi mình chạy lại reverse. Hay nói thằng mẹ thật là rồi chạy đi bớt em biết rồi xem cơ màn này nó có đó. Thì cái này nó sẽ truyền theo nguyên tắc là tham trị chứ không truyền tham chiếu, mình dùng hàng tỉnh cái đó phần calibration sắp xếp xong rồi. Giờ màn bên dưới này nó vẫn là chưa có thứ tự 1, 10, 5, 3, 2, bên trên mình không có sắp xếp, bên trên mình chỉ đếm rồi. Rồi chạy là đúng rồi, thực toán comparison đó là dùng count cho đó, nó không đôi thứ tự màn, nó thực toán stable. Còn cái bước mà mình trì cái màn không, em dùng con trỏ nó tham chiếu có thể thử chạy lại rồi biết. Sắp xếp đó tiền thăm chiếu nhưng mà sắp xếp bị sai rồi nè đó, thì bây giờ mình sẽ tìm lý do nó sai là gì, thì nó chỉ nhầm chỗ index thôi. Rồi quay lại này đúng không nào, không biết thì cứ chạy từng bước thôi. Rồi mình có muốn đi bus thì mình sẽ chọn tất cả các mạng từ M1 tới M4 5 phần tử, thì đó là 1, 10, 5, 3, 2 y r. Ở đây thì mình thêm hai biến nữa là r và a,
bằng dự kiến ra F10. Sau thì R là bằng 10. Rồi là nhầm cái này này. Đây là bước số 3 này. Là điều kiện ngược lại. Rồi nhầm chỗ này. Rồi trường hợp này nếu y bằng không thì là giảm cho một bậc.
thôi. Thì mình có thứ tự là 1, 2, 3, 5, 10. Thì mảng được sắp theo đúng thứ tự. Bây giờ mình chỉ xúc mang nó ra thôi. Xúc mình dùng hàm ring. Rồi đây để thành cái nhầm một đoạn là cái ở trong bài project làm cuối kỳ hay là trong báo này đưa thì nó thường viết theo kiểu lệnh là lớp và go to. Nó theo kiểu lệnh cũ là thường là C nó cũng hỗ trợ. Nhưng mà sau viết go to mình sẽ dùng vòng lặp. Đó là mình có bước số 3 S3 à, S4 và S5 thì này có là liên S3 là sẽ kiểm tra. Nếu mà K lớn hơn KI thì tới bước số 5. Bước số 5 hoàn thành thì nó quay lại lên tới bước số 2 để làm tiếp. Bước số 1. Bước số 1 là lập từ bước 2 tới bước 5. Đó thì quay lại tiếp bước số 1 là tới y bằng ri tăng lên là 3. Rồi nếu mà bước 3 không thỏa mãn thì lại là bước 4. Bước 4 là trong này nó lại có một đoạn, nếu y lớn hơn 0 thì lại quay tiếp bước 3. Do đó bước 3 và bước 4 này nó sẽ lồng vào nhau và nó sẽ trong một vòng lặp một vòng ngoài. Thì nó thì sẽ chia nó lại thì sẽ là quay khi nào y lớn bằng 0 thì mình sẽ làm bước số 5 này. Nếu mà bước số 5 gặp được rồi á, thì lại quay lên bước A làm cho nó, mình sẽ dùng lệnh break cái này. Mình không tiếp tục nữa. Còn nếu bước số 5 được thì quay lại tới bước số 4 và gán Y cộng 1, Y cộng 1 quay lại. Đó. Thì ở đây mình chỉ có vài kỹ thuật để mình chuyển từ lệnh go to bước số này chuyển sang vòng lặp Y. Thì nó là break hoặc là continue thôi, hay thì lúc này mình sắp xếp được. Thì sắp xếp insert là mình chèn và đúng vị trí thôi, dù cái này mình chèn mình đẩy đi, điều này là sẽ trường hợp này mình có các số là, trong ví dụ này là, đầu tiên nó sẽ là 1 10 5 3 2 1 10 5 3 2 5 có số này thì ý tưởng sắp xếp chèn là nó cứ đẩy lên, đầu tiên nó sẽ chọn là 10 và 1, chọn 10 này, chọn 1 này trước. Thì câu hỏi là mình phải chèn số 1 là vị trí nào cho đúng trong cái mảng này, thì mình thấy 1 là nhỏ nhất là theo ông chèn thì nó giữ nguyên. Rồi tiếp tục tới trường hợp số 2 tăng lên thì mình lại chọn tiếp số 10. Thì bây giờ 10 mình sẽ chèn vị trí nào cho đúng trong mảng này. Thì đó chèn đó thì bắt đầu mình sẽ 1 mình giữ nguyên, mình không đổi chèn thì mình đẩy lên. Mình chọn 10 ra ngoài rồi thì mình thấy 10 lớn hơn 5 mình đẩy 5 lên. 10 lớn hơn 3 thì đẩy 3 lên. 10 lớn 2 thì đẩy 2 lên. Sau đó mình chèn đúng số 10 như thế này. Chưa? Đó. Thì đường nó cứ dồn lên lần vài. Đấy nào đúng vị trí thì chèn nó vào. Và tiếp tới phần số 3 thì mình lấy 1 5. Sau khi qua số 10 rồi á thì nó lại quay tiếp. Là chèn tiếp số 2 này vào vị trí số 5 này. Insert.
này là sẽ ri bằng 1, thì cái này giữ nguyên ri bằng 2, là cái này y bằng 2 là 0, 1, 2, đây là chèn số 10 trước, 10 sẽ chèn vào vị trí đây, thầy nhầm cái này rồi. Tới bước này thì nó sẽ là 1, cái này sai. À, bước tiếp theo á là nó sẽ đổi chèn cái 5 10 rồi. 10 2. Rồi bước tiếp theo lại tiếp tục làm vậy. 1 10 nó cứ vậy tiếp tục làm từng bước vậy. Tới lúc nào nó đổi được theo đúng thứ tự thì dừng. Và đó là một cách là mình chạy, còn hai là mình có thể in. Trong quá trình vừa chạy mình in ra xem thử nó như thế nào. Thầy viết một hàm test coi rồi cứ mỗi lần mình sẽ in ra, ví dụ tới đây mình sẽ đổi xem kết quả nó sẽ là gì.
rồi. Nó thì mình xúc ra, mình thấy mỗi lần nó sẽ ra thứ tự các hoặc là gì 1, 10, 5, 3, 1, 3, 5, 10. Thì chàng tiếp số 5 với số 10 rồi chàng tiếp số 3 là còn một vòng cuối là chị xuất ra. Thì cứ mỗi bước nó sẽ tràn, ví dụ bước đầu tiên nó sẽ là mảng là 1, 10, 5, 3 là mảng bắt đầu của mình. Bắt đầu mình sẽ chọn một này thì một nhỏ nhất là thì không đổi, tiếp là 10 với 5, rồi tiếp tục là 10, 5, 3, rồi tiếp tục là 20, 5, 3, rồi nó sẽ chèn đúng số 2 vị trí này. Đó, tóm sắp xếp đó thì các bước để mình từ thuật toán có trong slide mình chạy tay, rồi mình chạy các sample case, rồi mình viết code, sau đó là mình chạy ra kết quả, rồi sau đó chạy từng bước lại một lần nữa. Thì tất cả các thuật toán còn lại các em sẽ làm tương tự vậy. Còn nhóm thuật toán source này thì mình insert thì nó có tiếp là thuật toán và sale source. Thì sale source nó cũng là thuật toán bản chất đó là insert thôi nhưng mà nó phức tạp hơn một tí. Đây thầy slide này. Và nhiệm vụ của mình thì cũng làm lại giống như cách thầy vừa làm. Mình cũng sẽ cho một ví dụ mình chạy tay từng bước ra 1, 2, 3, 4, rồi bắt đầu mình chạy hết mạng đó, sau đó mình viết code. Có xong rồi mình chạy lại, rồi mình lại chạy tay lại một lần nữa, rồi mình chạy ra từng bước xem kết quả như thế nào. Thì sell source này thì nó có các bản ghi record, nó có từ R1 tới RN thì cần phải được sắp xếp. Thì sau khi mình hoàn thành thì thứ tự của key đây là K1 đến KN. Ở đây thì nó dùng thêm một chuỗi phụ sequence này H1 tới 2 đến H0 để điều khiển được quá trình sớt. Thì khi mà H0 bằng 1 thì lúc đó nó dừng, rồi chọn create hoặc là decrease. Thuật toán này là sẽ là cải tiến từ thuật toán trước. S meter bằng 1, cái là thuật toán nào thì các thuật toán này đều đánh số thứ tự. Vì thuật toán này là thuật toán S thì thuật toán này nó sẽ là cải tiến lại thuật toán toán sell short, nó là toán quát. Khi T bằng 1 thì nó thành là insert short. Nó thì này có các bước từ D1 tới D6 thì nhiệm vụ của em sẽ thì mình sẽ làm bài tập mình chạy tay các bước này cho một mảng ví dụ đó, và sau đó mình code lại cho phần sell sọt này.